Em bé xong là chắc thay đổi nội tiết tố, con mập lắm. Lúc đó là định điểm là 58 kg. Đó đã sinh em bé được một năm mấy rồi, là vẫn 58 kg mà mặc là rất là nhiều mụn luôn. Lúc đó cảm giác như con nghĩ là chắc là mẹ đi đâu mẹ không đưa con đi đâu đó. Con nghĩ là mẹ xấu hổ, tại mẹ thấy từ mẹ thích đẹp, con biết. Rồi đi đâu rồi người ta nói ơi con dâu bà này bà kia chứ đó. Mẹ con kêu ôi con dâu bà Thắm vừa lùn vừa mập. Rồi con mua, tại vì con nhỏ con á xuống đó con thấy mặt bằng ở quê con với mặt bằng dưới đó con thấy chênh lắm. Ở dưới đó người ta người cao to dữ lắm, còn quê con nó nhỏ nhỏ xíu xíu thôi. Nhỏ nhỏ con có vỏ rồi. Dạ. Con xinh là thấy không, nhỏ nhỏ con dễ thương không? À. Kêu sửa soạn hoài à, kêu con đi đâu là xin chào mẹ chồng nàng dâu. Chào cô. Mời chúng ta giới thiệu về mình. Xin chào chú Quyền Linh, dạ, chào Lê Lộc. Em là Bùi Thị Thắm ở Cần Thơ. Mẹ chồng làm gì với Cần Thơ? Ở nhà bán đồ ở nhà tạp hóa. Gặp toàn là nhà kinh doanh. Dạ, xin mời chị ạ. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào MC Lê Lộc. Con tên là Phương Quỳnh, con quê ở Đắk Nông. Hiện tại thì vợ chồng con đang sinh sống ở Bình Dương. Và con làm dâu của mẹ cũng gần được 2 năm rồi ạ. Mình có em bé chưa nhỉ? Hiện tại là có một bé 14 tháng. Trời, dạ. Chúc mừng. Trai hay gái? Dạ, con trai ạ. Thôi, ngon lành rồi. Dạ. Đồng lòng ha. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô dâu xinh đẹp dễ thương này thì mẹ chồng có ấn tượng điều gì không? Lần đầu tiên gặp thì Quỳnh đây thì cũng thấy dễ thương, người nhanh nhẹn, vô nấu ăn rồi dạn dĩnh đó. Ngày đầu tiên á, ngày đầu tiên vô nhà nấu ăn luôn. Vậy là chắc nấu ăn ngon lắm đúng không cô, mới mạnh dạn vậy? Quỳnh nấu ăn giỏi lắm. Wow. Còn chị thì sao nhờ? Cái lần đầu tiên gặp mẹ chồng mình có cảm thấy run hồi hộp không? Con đó thì tính thoải mái, hòa đồng từ nhỏ luôn, nên là cái lúc mà tới nhà mẹ chồng thì tâm lý lúc mà chồng á thì nói là ba mẹ dễ lắm. Dạ. Thì tâm lý con cũng nói là thôi mình thoải mái với cha mẹ thì chắc là cha mẹ cũng thoải mái với mình thôi. Đúng rồi. Dạ, thì lúc đó bọn con về là lúc buổi tối thì là cũng vô xong rồi tới giờ ăn cơm luôn. Có bà mẹ chồng luôn. Dạ, cũng chào hỏi về nhà ba mẹ có quán cà phê trước, khách đông lắm. Tôi vô nói khách nó đưa ghệ nó về. Mà con là người miền Trung, gốc miền Trung thì con về miền Tây cũng lần đầu tiên. Mà nhà mẹ thì nửa trên bờ mửa dưới nước. Lúc đó là con chết rồi, nhà vậy có ở được không? Tại vì con thì ở Đắk Lắk, Đắk Nông mà. Tại lúc đầu thì con cũng sợ, nhưng mà ấn tượng đầu tiên là ba mẹ dễ thương. Mẹ trẻ, mẹ còn trẻ hơn bây giờ, dạng mẹ mới qua biến cố, mẹ cũng hơi suy nghĩ là mẹ cũng hơi già vớt. Chứ hồi đó lúc mà con mới cưới là mẹ trẻ lắm. Qua biến mẹ cố trẻ... gì mẹ cũng buồn phiền chuyện gia đình rồi là gia đình hả? Chị cũng mới bệnh vừa xong. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Nhà thì hai mẹ con hợp nhau những điều gì? Quỳnh thì nấu giỏi, mẹ thì ăn giỏi. Về thời trang, hai mẹ con thích việc lắm. Hai mẹ con đẹp như nhau mà. Chị có hay mua đồ tặng cô không? Có, lúc đầu thì mình nghĩ ôi lấy lòng. Thì cũng lần nào về cũng quà hết. Mẹ nói thôi có gì về hai mẹ con mình đi mua hay sao đó. Tại vì người mẹ cũng hơi khó mua đồ. Thì có một bữa đầu hai bữa thì cũng mua. Sau rồi mẹ cũng nói thôi đi về hai mẹ con mình đi mua chung. Vậy đó, chứ cũng lần nào về cũng tay sách nách mang. Cái cha mẹ mới kêu á, không biết người miền con làm sao. Người miền mẹ chỉ cần cha con cái rồi cháu trách về đoàn tụ là đã vui rồi. Đừng đặt nặng vấn đề mà quà cáp quá. Rồi nhiều lúc nói không có tiền không về hay sao. Còn con á thì cái tật con đi đâu hay là nhà ai hay bất cứ đi đâu cũng vậy là quà cáp. Rồi nhiều lúc thăm bệnh thì cũng trái cây. Rồi thăm người xanh thì cũng này cũng kia, con quen rồi đó. Và sau này thì bớt bị la nhiều quá. Con thấy người miền Tây dễ thương không? Người miền Tây đơn giản, dễ thương vô cùng luôn. Chứ mẹ con chắc cũng hợp với style thời trang gì với con này kia ha. Hai mẹ con thích đẹp, nhưng mà có khoảng thời gian là con mới sanh em bé xong là chắc thay đổi nội tiết tố, con mập lắm. Lúc đó là định điểm là 58 kg. Đó đã sinh em bé được một năm mấy rồi, là vẫn 58 kg mà mặc là rất là nhiều mụn luôn. Lúc đó cảm giác như con nghĩ là chắc là mẹ đi đâu mẹ không đưa con đi đâu đó. Con nghĩ là mẹ xấu hổ, tại mẹ thấy từ mẹ thích đẹp, con biết. Rồi đi đâu rồi người ta nói ơi con dâu bà này bà kia, chứ đó mẹ con kêu ôi con dâu bà Thắm vừa lùn vừa mập. Rồi con cũng hù, tại vì con nhỏ con á, xuống đó con thấy mặt bằng ở quê con với mặt bằng dưới đó con thấy chênh lắm. Ở dưới đó người ta người cao to dữ lắm, còn quê con thấy nhỏ nhỏ xíu xíu thôi. Nhỏ nhỏ con có vỏ rồi. Dạ. Con xinh là thấy không? Nhỏ nhỏ con dễ thương không? À. Kêu sửa soạn hoài à, kêu con đi đâu là ra con mặc đồ rồi vô để nắng nha con. Con lúc mới về mẹ nói đi chợ ông Bình. Con nói con đi mẹ, sửa soạn mới đi nha, không thì ở nhà. Và lúc đó con nói thiệt chứ mình lên là lúc đó con có em bé rồi mà người con ốm ngán á, con mệt. Con nói mẹ không mấy, mẹ đi một mình cho con ốm ngán còn mệt lắm, con không muốn sửa soạn gì hết trơn á. Rồi con cũng xề xài vậy đó, tại mệt quá cũng không muốn sửa soạn gì xong. Rồi thôi cũng không có ít có cơ hội hai mẹ con mà đi đâu lắm. Mẹ đặt nặng vấn đề gọi là bên ngoài hơi phải đẹp chỉnh chu xíu đúng không? Thì mình có bị áp lực về cái điều đó không? Có chứ, con cũng có một hai lần, chắc là hai lần về nói chồng rồi khóc, nói mẹ không biết em mới sanh em bé hay sao, tại vì lúc đó là cho em bé bú mà thì không nghĩ là phải giảm cân đâu. Thì lúc đó mẹ nói hồi Quỳnh giảm cân rồi ăn cái gì, mẹ cũng nói thôi Quỳnh ơi đừng ăn nữa. Thôi là Quỳnh nói sao ăn nhiều vậy, thì lúc đó con nghĩ là tại con nuôi em bé là hoàn toàn phải sữa mẹ, bé nhà con nó không chịu ti sữa hoài lần nào hết. Thì con nói con nói với chồng con nói anh ơi anh không mấy anh nói với mẹ đừng cho em mập nữa để em cho thằng Ti nó thôi bú một cái là em giảm cân một cái là mẹ mất hồn liền. Nói vậy luôn á, là cái lúc mà con bỏ Ti em bé tới là con giảm cân đúng 2 tháng, con xuống 9 kg. Tới thời điểm bây giờ con chỉ 47-48 thôi, xê xích. Lúc đó là chị mụn rồi giảm cân làm một lượt trong vòng 2 tháng là hết sạch bách. Con nói là con muốn dành tất cả cho con trong khoảng thời gian đó là con uống chu toàn cho nó xong xuôi, con cũng phải chỉnh chu lại để con kiếm tiền, chứ con cũng đâu thể để như vậy được. Thì cũng có thời điểm đó thôi. Nhiều khi mẹ chồng nói hơi nhiều đẹp bắt buộc phải giảm cân rồi, con hơi bực bực chúng thôi chứ cũng có gì đâu mà gọi là khó chịu đâu. Không, con không có chịu con buồn. Đi ra còn phải trang điểm xương xương mới tự tin, để con để vậy là không có tự tin đâu. Mẹ con đi đâu cũng vậy, cũng phải 15-20 phút sửa soạn vậy đó. Đâu cả tiếng hồ luôn. Con thì con thấy con đơn giản lắm. Rồi sinh em bé những lúc vội vàng việc này kia, tại con nhiều việc quá. Chắc cũng nhờ mẹ nên là bây giờ thấy càng ngày càng đẹp nha. Đẹp ra đó. Xin xong hồi nãy xin người nói cái xin lại. Hồi nãy nói tả nghe tả rất là mập mà giờ nhìn lại thấy người bỏ lúc đó mà mặc quần chị Lê Lộc biết con gái mình mà mặc quần tới 3XL đó. Tại em lùn mà 58 kg, tại em lùn lúc nhỏ. Lúc về bị mụn nó nói con đi cưng chị cái mặt con đi chứ để mụn mẹ thấy mụn lắm rồi. Có bao giờ mẹ chồng la con dâu hay bức xúc con dâu về điều gì không? Có là chị này hay nói chuyện với chồng á, có khi hai đứa cái gì á lớn tiếng. Con đừng lớn tiếng nha, mẹ cha đó vậy không có lớn tiếng nha. Hai đứa cái gì vô buồn nói nha. Nói nhỏ nhỏ thì đâu có la đâu. Nói nhỏ nhỏ thì nó la chị thôi chứ không la nữa. Tại sao có buồn không con? Dạ không, cái tính con biết. Tính con là từ lúc con lấy chồng á là chồng con là một người điềm đạm. Ông kìm con lại á, thực ra con nóng tánh lắm. Ba mẹ con cũng sợ, ba mẹ ruột con cũng sợ, nó nóng tánh trong nhà ai cũng biết tính nóng thế đó. Nhiều lúc bình tĩnh trước mọi chuyện lắm, còn hồi đó mới có chuyện gì một cái là cũng động lên liền à. Dạ, cha mẹ lớn rồi cũng cưới nhau mấy chục năm rồi, người ta còn mặn mòi, người ta còn anh em vậy đó. Mà mình mới chưa được 2 năm mà nào đâu mà nhiều lúc bực quá con kêu tui luôn. Nói chuyện không? Bây giờ không muốn làm sao. Lúc lớn đó thì con nói vậy đó, nhưng mà chồng con thì biết tính, nói đó để đó chứ không có để bụng. Già chồng với bà già chồng gọi là làm gương mặn rồi. Mòi lắm. Mòi con lãng mạn như thế. Con ngưỡng mộ luôn á. Đúng rồi. Có cái điều gì mà mình cần phải nên học từ mẹ chồng không? Cái lúc em bước về nhà mẹ lần đầu tiên á, cái điều mà em cảm thấy là em muốn làm dâu gia đình này luôn á. Mọi người yêu thương rồi, mọi người không ngần ngại. Tức là thương thì thể hiện thương, yêu thì thể hiện yêu. Mọi người tôn chi tật trự, tôn trọng nhau rồi. Tự dưng mình ơi, con mình mà được sinh ra trong môi trường này thì mình cũng mừng. Mình thấy là có gốc để cho con mình nó lớn lên, nó có cái gốc rễ là gia đình hạnh phúc vậy đó. Có gương cho nó noi theo, là lúc đó con bước vô là con nói phải cố gắng. Chuyện mà giàu nghèo tiền bạc nhiều con nhìn con mấy con, nhưng mà con mê cái hạnh phúc thật sự. Nhà con thì sang lắm. nhà ruột con nó 7 người con, có khi không có khi nào mà ngồi chung được 7 người với nhau, không có ghét nhau nhưng mà không có thể hiện tình cảm. Đúng thành rồi. Ra nó nhạt nhòa lắm. Đúng dạ, rồi. Thật có sự. Rất nhiều gia đình như thế. Dạ. Đôi khi anh em ruột trong gia đình cũng ít có trò chuyện với nhau. Dạ. Nhưng trong lòng người ta vẫn yêu thương nhau. Nhưng mà thật sự có nhà chồng con như thế là rất là hay, tức là yêu là yêu, thương là thương, thể hiện rất là rõ ràng. Cái điều đó rất là nhiều gia đình đang hướng tới đó, nhưng đôi khi người ta ngại đó. Dạ. Bây giờ để coi xem chồng con có những chia sẻ thế nào. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Con xin chào chú MC Quyền Linh và chị MC Lê Lộc. Khi mà biết được hai mẹ con đăng ký tham gia thì con cũng hơi bất ngờ, cũng thấy vui vì đây cũng là một kỷ niệm của hai mẹ con và cũng giúp cho hai mẹ con gần gũi nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Thông qua chương trình đó, thì con muốn là gia đình mình không cần gì nhiều, chỉ cần hạnh phúc đơn giản như vậy thôi. Tại vợ con thì cũng mới có làm dâu nhà mình được 2 năm, nhưng mà trong 2 năm này tới thời điểm hiện tại thì con vẫn chưa thấy không có gì gọi là xích mích quá, chỉ là có mấy cái chuyện lặt vặt thôi. Thì con cũng góp ý với mẹ là đừng chơi vợ con mập. Có lần Tết về mẹ có nói là Quỳnh ơi sao lần này con mập quá vậy. Vậy là xác định mẹ vô phòng nằm khóc một buổi trời, không chịu ăn uống để giảm cân. Còn về phần vợ thì anh nghĩ là em nên sửa soạn cho ăn diện xíu để bằng mẹ. Chứ ra đường thì ai cũng nói là ủa đây là con dâu bà hả chứ không phải em gái bà hả. Lần nào cũng vậy. Thông qua chương trình thì con cũng không mong gì nhiều, chỉ mong là gia đình mình có đầy đủ sức khỏe và sống hạnh phúc đơn giản như vậy là được. Thấy sao, cảm xúc con thế nào? Dạ, bất ngờ, cũng hơi buồn cười tại chồng con nhát lắm. Cái điều chị muốn nói với mẹ là điều gì? Con chỉ là biết cảm ơn thôi, tại vì thực ra con làm dâu mẹ thì con không có điều gì mà để phải buồn phiền hay hối tiếc, chỉ là một chuyện lạc vặt xung quanh á, thì cũng không phải là gì lớn quá, mà chỉ muốn mẹ thay đổi là mẹ tiết kiệm lắm, không có ăn đó là ăn diện, nhưng mà ăn diện ở cái mức tiết kiệm chi tiêu à. Mà ăn uống là sợ mập, là không ăn uống gì đâu, sợ mập, với tiết kiệm thôi, tiết kiệm lắm. À, con dâu nói vậy đó, dạ. Có hứa gì đừng tiết kiệm không, rồi mong muốn thế nào nói với nó luôn đi. Mẹ mong muốn con là bớt nóng lại. Con nóng lắm. Rồi mẹ cũng hứa con là mẹ bớt tiết kiệm lại. Con thấy không, chê mập con chữ thôi mà khóc cả buổi. Cái này là mẹ muốn đẹp cho con. Đẹp con cứ nói cứ mập mập hoài, đừng nói mập nha. Chúc cho mẹ chồng nàng dâu mãi mãi yêu thương nhau. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình để nhớ mình có tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Con cảm ơn ạ. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Đây là sản phẩm của thương hiệu Elina và còn đây là Alabio với thành phần 5 ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ. Dạ. Cảm ơn cô.